giới hành vi trộm cắp với tổng giá trị tài sản lên đến hơn 2 tỷ đồng. Ba đối tượng gồm Quang Li Giang 55 tuổi, Kim Trang Đốc 72 tuổi và Hơ Song Huyn 48 tuổi cùng quốc tịch Hàn Quốc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Trước đó, ngày 21 tháng 5, công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo nhà bà N 53 tuổi, ngụ tại quận 7 bị đột nhập trộm cắp nhiều tài sản như đồng hồ, nhẫn kim cương, lắc vàng, vòng vàng, tiền Việt Nam và đô la Mỹ với tổng giá trị tài sản khoảng hơn 2 tỷ đồng bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng xác định ba đối tượng người hàn quốc nghi vấn trộm cắp tài sản nên đưa về trụ sở để làm rõ tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận đã đột nhập vào nhà của bà n dùng búa và xà ben đập phá két sắt lấy trộm nhiều tài sản rồi chia nhau tiêu xài khi cả nhóm định tẩu thoát về hàn quốc thì bị công an phát hiện bắt giữ hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc